Chương trình khám phá bờ biển và các địa danh nổi tiếng của khách du lịch trên chuyến tàu Le Leperosi tại Việt Nam kéo dài từ 8 đến 11 ngày và là hành trình mới tại khu vực châu Á của tàu này. Trong một ngày đêm tàu cập cảng Tiên Sa, đoàn khách quốc tế sẽ tham quan các địa danh nổi tiếng của Đà Nẵng như Bà Nà, Sơn Trà, Bảo tàng Chăm, Bãi biển Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và công ty cổ phần Vivu Journeys Việt Nam tổ chức lễ đón đoàn tại cảng Tiên Sa. Ngay sau khi những vị khách đầu tiên bước xuống tàu làm thủ tục nhập cảnh, đại diện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và doanh nghiệp đón đoàn đã tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng. Ông Donald Zucker, quốc tịch Bỉ, rất ấn tượng vì được đón tiếp nồng hậu khi đến tham quan Đà Nẵng. Tôi đến Việt Nam cũng nhiều lần. Những nơi tôi đến như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều rất đẹp, rất hấp dẫn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng. Tôi rất vui vì được tiếp đón nồng hậu. Tôi đã được nghe nói nhiều về thành phố biển này, một số điểm đến như Cầu Vàng, Bà Nà, phố cổ Hội An. Tôi háo hức chờ đợi để được đến đó khám phá, tham quan trải nghiệm, nhất là sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, rất thoải mái. Đà Nẵng vốn là điểm đến du lịch bằng đường biển hấp dẫn khách du lịch quốc tế. Chuyến tàu Le Leperosi khởi động lại du lịch tàu biển sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19 là tín hiệu tốt đối với phục hồi du lịch của thành phố này. Dự kiến trong tháng 10 này, thành phố Đà Nẵng sẽ đón thêm 2 chuyến tàu biển đưa khoảng 400 khách du lịch quốc tế đến tham quan. Bà Nguyễn Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, hàng loạt sự kiện xúc tiến du lịch tại thị trường quốc tế như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản thành công thời gian qua mang lại tín hiệu tích cực đối với du lịch thành phố Đà Nẵng.